Chào các bạn. Hôm nay tụi mình tự nhiên có dạ hứng muốn làm một clip cắm trại cái gì đó mà nó để đời các bạn. Ở đó giờ là thường là làm cắm trại là không sao, 6 sao. Rồi 1 sao, 10 sao rồi các kiểu các bạn. Và hôm nay là mình quyết định là chơi một cái gì đó vốn gì đó mà nó thật là lớn luôn. Có 102 luôn cho nó ngầu các bạn. Đó chính là chơi hẳn là 1 sao VS 100 sao luôn. Ông trời sao. Oh my god. Chơi hẳn 100 sao vậy luôn cho lạ nha bạn. Nói chung là bây giờ là tụi mình sẽ chia là hai team, một team là sẽ là 1 sao, một team sẽ là 100 sao nha bạn. 1 sao sẽ có 1 triệu nha bạn. 1 triệu luôn, bình thường là 1 sao chỉ có là 0k hoặc là 300k các bạn. Hôm nay là có tới 1 triệu luôn. Và dĩ nhiên là như các bạn đó xem các bạn biết liền rồi. 1 sao thì 1 triệu thì 100 sao dĩ nhiên là 100 triệu các bạn. Ủa nghĩa gì vậy? Em muốn 100 sao. Thật sự là 100 triệu thì đa số là mua mấy cái dụng cụ cắm trại các bạn. Mua xong để trong kho rồi mốt xài tiếp thôi. Chứ 100 triệu mà ăn chắc chết luôn, ăn không hết nổi đâu bạn. Ăn chừng 5-6 triệu là cùng. Đa số là biểu diễn kỹ năng mấy cái mua đồ cắm trại cho bạn xem cho mãn nhãn chơi cho vui nha. Và để tránh mất thời gian thì ở đây là mình có 5 người chơi hả bạn. Vậy thì nó mới bị một cái chấn thương gì đó mà nó sẽ xuất hiện sau chứ bạn. Bây giờ chỉ có 5 đứa tụi mình chơi thôi. Nói chung là có nhiều chơi nhiều cho vui các bạn. Và ở đây là mình có 6 cái lá hâm nhưng mà lại 5 người chơi. Vậy mới vui vô đó các bạn. 100 triệu. Và trong cái lá hâm này là không có số sao các bạn. Nó chỉ có số 1 và số 2 thôi. Số 1 số 2 nghĩa là chia ra hai team, team 1 và team 2 các bạn. Giờ hai đứa mấy đứa muốn bóc cái gì bóc thôi không sao hết. Đó, để về trên trời về sóc nha. Đây, cái này là chú ý là để chia team nha. Tốn bóc trước. Hôm nay không có dĩa nhỏ thì tốn trước. Tự ra tốn team mấy? 1 sao. Ủa, team 1. Team 1 chứ không phải là 1 sao đó, ừ, team số 1. Nè tò số 1 là qua tốn luôn nè. Trời ơi, hai thằng ở chung, không lẽ giờ anh tốn số 1 anh chung hai đứa nữa. Không lẽ gánh mấy đứa đó luôn các bạn. Thôi anh bóc cuối, bóc cuối. Nè em, anh bóc cho em luôn á. Ôi trời ơi, anh với hỏi bóc bạn ơi. Anh với hỏi bóc rồi. Đại quậy nhiều hả anh chung. Bóc anh. Hai với bạn. Ở đây chúng tôi không chơi chung với nhau. À nghĩ sao, ba đứa nó gánh bà nó hết luôn rồi. Xịt qua xét vô cái nè, đó, vậy là bây giờ là Đại, Tú, Toàn sẽ là team 1. Lâm với An sẽ là team 2 các bạn. Và bây giờ bắt đầu gọi là cái màn gọi là chọn số sao đó các bạn. Ở đây mình có một cái câu hỏi là bạn thích số nào, số mấy nha. Sau đó mình có hai cái lựa chọn là 1 và 2. Sau đó mình sẽ bấm chữ đăng. Rồi, ok. Có bài đăng thôi bạn, có bài đăng tin cái đáp cộng đồng của YouTube mình liền. Sau đó em cũng vô luôn. Vô, số, em cũng vô. Không, ủng hộ cho anh. Ai mà được nhiều vote nhất thì sẽ là 1 sao nha bạn. Thôi xong rồi mọi người, 80%. Nay mình chơi ngược, ai mà nhiều vote nhất là sẽ là 1 sao. Còn ai mà được ít bình chọn sẽ là 100 sao. Mấy em định kêu gọi chứ vậy. Vậy tao ơi, anh 1 sao rồi. Đây, đây, đây. Mình cũng sẽ kêu gọi luôn bạn, mình sẽ bấm vào số 1 của mình. Ủa số 1 là của bên kia mà. Ủa bên kia ha? À đúng rồi, bên kia, bấm bên kia, đúng rồi, bấm bên kia ăn, bấm bên kia, đúng rồi, bấm bên kia. Mới có 2 phút trôi qua mà số 1 đã 70% rồi. Số 2 của mình có 30 à. Bình chọn số 2, vậy là số 1. Ủa sao chiến thắng gì đâu mà chán chứ, tự nhiên được 100 sao vậy hả? Nói kỳ à. Thôi trời ơi, mình là người lớn mình phải đảm nhận chứ, đừng để bọn trẻ nó bị hao hóa với số tiền lớn anh. Hao hao tới 15 phút lượt mấy đứa. 15 phút được mà, anh không thích trăm sao đâu, trăm sao mua nhiều nó mệt lắm mấy bạn ơi. Oh hello mọi người. Ai tiên kêu gọi kìa. Ai tiên kêu gọi kìa. Nếu Tú đã hành tâm làm như thế thì em cũng phải sẵn sàng trả lời. Mình phải là mình đăng Facebook, mình đăng bài kêu gọi mọi người. Số 1 máy đỉnh kìa, bây giờ nói số 1 máy đỉnh. Rồi ok, mình thấy là đủ 15 phút các bạn ơi, bây giờ mình sẽ vào thử xem là kết quả là cái nào nha. 16 phút luôn rồi. Và mình thấy là mọi người mình chọn như vậy này, số 1 là 1 sao nè, cái này là mình chọn chứ. Đây là những bình luận của mọi người nha bạn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem kết quả. Bấm vào số 1 cái nha. 74%. Số 2 thì 26% các bạn. Ủa nãy anh nói nếu như số 1 mà thắng thì được mấy sao em? 100 sao mà. Sao không hiểu tại sao là mọi người lại hết số 1 các bạn? Sao kỳ vậy? Nãy mới thấy có bạn kia comment mà 1 sao máy đỉnh 100 mấy like.
Không, nhưng mà quan trọng là mọi người đâu biết số 1, số 2 là cái gì đâu mà mọi người vẫn thích số 1 ta. Nói chung là mọi người thích 1.000 hơn là 2.000 các bạn. Hả? Nếu là mình thì mình sẽ mình chọn số 2, mà không bao giờ mình chọn số 1. Nhưng mà tại sao lại bây giờ là... Số 1 là tượng trưng cho những giải vô địch, chỉ có đứng nhất thôi anh à. Còn anh chọn số 2 là anh luôn luôn đứng nhì sau người ta. Ok, nói chung là clip này mình lỡ mà làm ngược là số 1, 1 sao. Thì nếu như mà mình có làm tiếp phần 2 thì vẫn là làm ngược với bạn. Ok, nói chung là clip hôm nay là lần đầu tiên làm thử cái này và chơi thử cái loại bình chọn này. Nếu như có sai sót gì các bạn cứ việc comment không sao cả. Còn cả team tụi mình thì chủ yếu là chơi vui thôi. Giờ 1 sao hay là 100 sao gì thì nó cũng vậy bạn. Nó chỉ khác nhau cái là số sao càng cao thì phải nói nhiều hơn, thể hiện kỹ năng nhiều hơn, mua nhiều hơn thôi. Cái gì cũng nhiều hơn, rất là cực luôn các bạn. Kinh đồ cũng nhiều hơn, dọn đồ cũng nhiều hơn thôi. Thật ra là nếu như mình mà cắm trại thì mình lại thích số sao nhỏ bạn. Chỉ có sinh tồn thì mới cần nhiều thôi. Còn cắm trại thì số sao nhỏ sướng lắm bạn. Đi chơi không làm gì hết, sướng lắm. Chơi thì chủ yếu là tụi mình cắm trại này và có những cái pha tấu hài nào các kiểu cho bạn xem cho vui. Và sẵn review đồ thôi nha, để các bạn đừng tôn xích quá. Câu vui thôi nha bạn. Ok, nói chung là bạn yêu thích cái thử khách cái series mới này của mình, đó chính là 1 sao với 100 sao. Thì các bạn nhắn like nếu video đạt đủ 500k like luôn nha bạn. 500 lượt chứ phải 300. Thì tụi mình sẽ làm tập 2 nha. Chứ mà mấy bạn mà like mà liên tục mà mình làm ngày nào cũng làm thì chắc là bán luôn cái studio này là vừa các bạn. Chứ không chi trì nổi nha. Ok, bây giờ Lâm và An 100 sao sẽ đi mua nguyên một xe tải đồ và review cho mọi người xem. Tú, Toàn và Đại thì sẽ mua một cái bịch gì đó mà nhỏ nhỏ và review cho mọi người xem là 1 triệu là tụi nó sẽ mua được gì nha bạn. Dạ, lý là thấy cũng khá là hay bạn, ba thằng nhỏ mà 1 sao thì nó sẽ tấu hài rất là hay, coi vui lắm nha bạn. Đúng anh. Chứ bạn lớn 1 sao không có tấu hài gì đâu bạn, chát lắm. Nãy em muốn chọn số 1 rồi. Là sao? Nó xạo anh, nó lương lẹo á. Thật ra mấy cái này không cần dàn dựng đó bạn, vô gì chơi đó thôi, chủ yếu là chơi vui thôi nha. Tại vì thật ra là tắt lý với bạn thì 1 sao nó cũng đâu được ăn của 100 sao đâu bạn. Ok đi thôi. Rồi ok, tụi mình đã đến được chỗ cắm trại nha bạn. Bạn là một cái bãi biển có gió nó khỏi vô các kiểu. Và đầu tiên thì mình sẽ review bên 1 sao trước các bạn. Mình bị hàng tiếng nha các bạn, không cảm nha. Đã chứ lần này mà chơi có ghế của bạn đâu đã chứ ta. Đi cắm trại mà anh phải hoành tráng. Do lần này là bên 1 sao có tới 1 triệu rồi mấy bạn. Tha hồ ăn xài luôn. Và kết quả là mình sẽ quay sơ bill cho bạn. Đây là cái bill quý liệu bạn, 399.000. Còn 263 này đó bạn là đồ ăn nha. Ủa con mèo, con mèo chỉ em. Dạ tại em ở nhà ôm gấu cái kìa em quen anh, nên em mua em ôm. Là mèo nhiêu ạ? 199.000 anh. What? Trong hỏi tự nhiên lấy 199.000 mua mèo. Và tụi đó quyết định là còn 150 là lấy cái bàn và ba cái ghế có cái lỗ ở giữa nha các bạn. Tổng cộng là cho nó sale được cái kiểu luôn là đủ y 1 triệu luôn nha các bạn. Ghê vậy. Rồi đồ ăn thì mấy anh cu nó mua hai dưa canh đúng y luôn, ba con tôm sú 50.000, chai nước, xúc xích, chín xu, ba lon nước ngọt, bánh bao, chuối và bánh mì. Ủa đồ ăn vậy thôi hả? Nói chung là đủ y 1 triệu luôn nha các bạn. Còn phía bên đây thì ăn nó chuẩn bị dựng liều. Đồ ăn của bên 100 sao và dụng cụ rất là nhiều luôn bạn. Tụi mình còn để trên xe á. Gân ra vô đây dựng cái liều lên mới bỏ đồ vô tiếp nha. Mà sẽ còn giới thiệu sơ là gồm có là một cái liều 18 triệu. Có giá luôn nha bạn, 18.072.600 đồng. Rồi một mớ mấy cái ống bơm rồi các kiểu và cái tivi bằng giá con iPhone nha bạn. Khoảng ba mấy triệu các bạn. Rồi ok, bây giờ là cô An nó sẽ dựng cái liều lên trước rồi tụi mình bỏ đồ các kiểu vô và review chi tiết hơn nha, chứ đồ nhiều quá các bạn. Đây là một cái liều bơm hơi các bạn, chúng ta chỉ cần bơm lên thôi, không cần lắp ráp cái hút xương hay gì hết. Bơm lên và xài thôi. Thì chúng ta chỉ việc cắm cái đầu ống bơm vào vào trong cái lỗ của cái liều các bạn. Đó, cắm vô vậy. Sau đó cô An bơm thôi. Ô, em cắm. Em cảm giác như tầm tạ vậy anh. Nặng hả? Dạ. Cái liều bự quá mà. Đó, đó, cái đó, nó cứng quá anh kìa. Đó, đó, cứng quá. Tiếp theo là bên 1 sao may mắn của mình nha các bạn. Bây giờ mình sẽ phân chia công việc cho hai đại mình nha.
hai em dẫn lèo đi, rồi con gấu này anh ôm qua đây dẫn này mấy em. Gọi chơi tạm em. Rồi sau khi hang đợi mình dẫn lèo xong thì mình vô trải nghiệm nha các bạn. Hang này đứng đây canh cửa rồi chứ không chơi vô ngủ nha. Vô nha mấy em. Vô đi anh, thoải mái anh ơi. Cũng tuyệt á, hai em giữ cửa cho anh nha, anh ngủ xíu nha. Thật là tuyệt vời mọi người hả. Rồi ok, tụi mình đã set up xong đồ đạc rồi các kiểu tốc liệu các bạn. Bây giờ mình sẽ review các món đồ nha. Đầu tiên thì mình sẽ review sơ sơ các bạn. Những cái dụng cụ như là bàn ghế cắm trại đó bạn, nồi niêu son chảo và mấy cái đồ lặt vặt thì mình mua là khoảng 10 triệu nha các bạn. Có đây cua hoàng đế rồi tôm hùm rồi kéo sọt hết thì đó là nguyên một cái thùng này là 9 triệu nữa. Rồi tiếp theo là mớ trái cây rồi nước ngọt rồi các kiểu thì khoảng 2 triệu mấy nữa các bạn. Rồi ok, tiếp theo là mình sẽ review tóc liều nha. Các liều thì 18 triệu. Cái tủ lạnh thì 2 triệu mấy gần 3 triệu nha các bạn. Rồi cái tivi là khoảng 30 triệu nữa. Nay là chơi hẳn là cắm trại nhưng mà có tivi luôn. Do lần này là có tủ lạnh và tivi các bạn. Nhưng mà cắm trại không có điện nên tụi mình quyết định là chơi thêm một cái máy phát điện gần 10 triệu cái nữa nha. Chắc chút nữa là cho ăn nó phát biểu các bạn, mình chỉ review thôi nha. Review giá đồ thôi, hàng tiếng quá. Rồi cái liều bằng 8 triệu. Niệm nè, mùng, mền, chiếu gối, quần áo luôn các kiểu. Rồi phía bên đây thì chúng ta có đồ ăn rồi, để mình nói giá luôn các bạn. Bộ bàn này các kiểu nè, 2-3 triệu nữa nè. Rồi mấy cái đồ trang trí. Nói chung là mua khá là nhiều các bạn. Mua hôm qua mình mua tốt cả ngày trời để mua luôn các bạn. Tổng cầm mua khoảng 90 mấy triệu các bạn. Không biết là có tới 100 không nữa, nhưng mà mình mua là khoảng 90 mấy triệu các bạn. Nói chung là khá là nhiều luôn. Mền mùng chiếu gối đồ quá là nhiều luôn. Rồi bây giờ là mình sẽ bắt đầu gọi là khui cái tivi với lại cái tủ lạnh đồ các kiểu vô và xài thử cái máy phát điện nha bạn. Sẵn review máy phát điện luôn. Để sử dụng được tivi, tủ lạnh đồ các kiểu các bạn thì mình có cái máy phát điện gần 10 cũ nha các bạn. Máy này thì có thằng bảo vệ giữ, mình đặt trong rừng các bạn chứ không để ngoài được. Nó nổ ồn ào lắm nên mình đặt trong rừng và có bảo vệ giữ nha. Giờ mình sẽ giật phát cho có điện và review tivi rồi các kiểu. Đó. Nói chung là chúng ta chỉ cần cho nó nổ bạch như vậy là có điện các bạn. Chỗ này là cái bình xăng nha các bạn. Để kế bên vậy nè. Cho an toàn. Giữ cho bảo. Rồi có điện rồi thì tụi mình sẽ bỏ tủ tivi, tủ lạnh tụi vô nha các bạn. Rồi, cái tủ lạnh vô ăn. Rồi tiếp theo là cái tivi LG OLED Evo 42C2. Cái 42 này có nghĩa là 42 inch đó nha các bạn. Còn cái C2 chắc là tên của cái dòng tivi này. Hàng mới luôn. Vậy là studio mình lại có cái tivi để xài tiếp rồi mấy đứa. Đó. Đi cắm trại mà có tivi. Chơi game, chơi coi quanh cúp được hết sảy bà bảy luôn rồi. Rồi do tivi mới mua nó bắt mình cài đặt rồi các kiểu bạn, nó kêu nhắn nút ok. Vậy anh học tiếng Anh hồi nào vậy? Này nhìn là biết rồi nè, này nó vui lòng cài đặt cái man talk gì nè mấy bạn. Nhưng mà mình rồi tivi này là có cái bay như chuột nè bạn. Các bạn thấy không? Mình quơ đâu nó bay đó nè. Chuyển qua tivi. Ngôn ngữ thì mình chọn tiếng Việt luôn nha. Rồi quốc gia chọn Việt Nam. Sau đó bấm vào tiếp theo. Ô có wifi luôn, có wifi luôn nha các bạn. Mình có đem cục wifi ha mà, wifi long vlog. Bấm vào enter. Đã kết nối. Theo như mình đọc bản hướng dẫn thì đây là một cái tivi có chức năng AI các bạn. Đây chức năng AI là gọi là AI là trí tuệ, trí thông minh nhân tạo các bạn. Bật hết luôn, bật trí thông minh nhân tạo hết. Luôn sẵn sàng rồi các kiểu. Đây là một cái tivi màn hình OLED 4K với các điểm ảnh tự phát sáng và không có quần sáng luôn. Cho phép hiển thị màu đen hoàn hảo mà các tivi LCD LED không thể làm được nha các bạn. Rồi mình này mình không có xài anten nha các bạn, mình xài mạng luôn nên mình sẽ hot. Mình hoàn thành rồi nha các bạn. Xong. Cài đặt xong. Giờ thì chờ nó lên thôi. Wow. Ôi cái tivi này nó mỏng dánh luôn nè anh Lâm ơi. Đâu? Nè. Trời ơi nó mỏng như cái ví tiền của mấy bé một sao vậy á. Chứ mỏng. Nói chung là đây là cái tivi siêu mỏng các bạn, thì nó mới mỏng thôi.
TV siêu mỏng các bạn, rất là mỏng. Ở đây mình thấy còn có đề cập tới là cái công nghệ OLED Evolve cho phép hiển thị hình ảnh 4K sắc nét nhất. À, nói chung là cái màn hình OLED thì nó giống như cái màn hình của cái iPhone các bạn. Đây, màn hình OLED là màn hình iPhone, nhưng mà nó lại bự gấp này chúng ta bự chắc cũng mấy chục lần các bạn, chắc cũng phải 4-50 lần các bạn. Đây, mấy chục iPhone các bạn. Rất là bự luôn, nhưng giá của nó là chỉ bằng một cái con iPhone 14 thôi. Công nghệ OLED là nó như của iPhone các bạn, nó giúp cho hình ảnh mà chúng ta nhìn cái nghiêng như vậy các bạn thì vẫn nhìn được, chứ nó không có bị mờ các bạn. Như đây nè, mình ngồi ở đây nè, mình vẫn nhìn thấy TV bình thường. Gọi là cái công nghệ OLED là như vậy các bạn. LG đã và đang là cái thương hiệu, cái công ty tiên phong về một cái công nghệ thương mại làm cái màn hình OLED các bạn. Và mình thấy là cái TV OLED 4K này là chuyên về là cho game thủ các bạn, với kích thước và sức mạnh rất là lớn luôn. Nên mình có một cái máy PS5 nữa các bạn. Máy này thì mình mướn thôi các bạn, 1 triệu 2 ngày thôi, chứ mua nữa là nó hết các bạn rồi, vừa đủ tiền luôn mà. Mua cái nữa là nó ra tới 120 triệu, nên mình không có mua. Để lần sau nếu như mà có clip 100 sao khác thì có thể là sẽ mua, tại có TV rồi mà không có cái máy chơi game thì cũng thiếu hốt quá các bạn. Nhưng mà lần này hết tiền, hẹn lần sau nha. Nên lần này là mướn và trải nghiệm thử coi chơi PS5 là như thế nào nha các bạn. Cái này là mướn các bạn nên có kin luôn, vậy là tăng đam rồi. Rồi sau một hồi cắm máy chơi game và các kiểu thì tụi mình thấy được có cái con game mà đánh võ mà đấu lộn vậy nè các bạn. Nhìn hình khá là sắc nét luôn. Anh là thằng này nè, anh là thằng này nè. Đó bạn thấy không, chân thật kìa, lúc bếp tắm mà. Còn anh là cái thằng đen đen đó hả? Đúng rồi. Ôi ơi, tao đang, tao đúng rồi. Ôi kìa. Anh đưa em, anh nhìn em quá em hơn. Rồi, đông ao rồi. Đông ao rồi. Vậy là anh Lâm chưa biết rồi, mình đã có 3 năm kinh nghiệm chơi game rồi các bạn. Anh Lâm tuổi gì? Thôi anh nhường em thôi, tại vì thấy cái đống trái cây này ngon quá em. Sẵn mình review đống trái cây luôn nha các bạn. Đúng rồi à. Lời Tanaki gì của Nhật Bản các bạn, 239.000 trái. Ủa, lời nó bự cái mặt vậy. Còn này là táo ruby nha các bạn, khá là lạ luôn, ăn thử. Hình ảnh là khá là sắc nét luôn các bạn ơi. Camera anh đi quay xéo xéo quá, bạn thấy văn vắt rất là rõ luôn. Táo ruby có cả cho cả gói muối, muối tiêu nữa em. Cái muối nó khó ăn lắm anh à. Còn ở đây là một loại Việt Quốc loại 1 siêu bự luôn các bạn. Ừ, mình ăn chừng món Úc à. Nho ớt thác Hàn Quốc gì nè các bạn, 614.000 à. Lại là nho nữa các bạn. Việt Quốc của em bự nè anh. Ừ, bự bằng bẻ mặt của em luôn. Là lâu tôi thấy Việt Quốc bả bự vậy á. Sao bự dữ hả? Ăn thử luôn. Ngọt ghê ha. Đây là hương vị của 100 sao. Đi cắm trại mà cảm giác như đang ở nhà vậy các bạn. Vừa nghe tiếng gió biển, vừa nghe tiếng sóng biển, mà còn hàng ăn nữa nè. Ơ gì vậy anh? Nè, nè. Nãy giờ là... anh nhìn em thôi. Many, many minutes later. Rồi nãy giờ mình với ăn là chơi hơn 180 phút luôn các bạn. Mà cảm giác như là nó không có mỏi mắt các bạn. Nói chung là trong cái bản hướng dẫn là mình thấy là với cái công nghệ màn hình OLED Evo các bạn giúp tăng độ sáng 20%, và cái công nghệ AI Picture Raw nên hình ảnh trở nên sắc nét và chân thật. Bởi vậy nên mình chơi nãy giờ chơi 180 phút rồi vẫn không mỏi mắt các bạn, thì ra là vậy nha. Các bạn thấy hình ảnh rất là sắc nét luôn, mà nãy giờ chơi là mấy tiếng đồng hồ luôn rồi. Nên mình nghĩ là chơi không nên chơi quá 180 phút các bạn. Tới đây là nghỉ được rồi. Cũng đến lúc mình ăn tối anh ạ. À. Đúng rồi. Tới lúc biểu diễn buổi tối rồi nha các bạn. Ăn nhiều quá cũng không tốt, nên giờ mình phải ăn tối. What the hell. Chị nấu đồ ăn ăn rồi, okay. Anh bệnh quá. Hôm nay mình sẽ đảm nhận nấu đồ ăn nha. Buổi tối hôm nay, tem một sao mình sẽ ăn trước nha các bạn. Nhiều đồ ăn quá, không biết ăn cái gì hết. Thôi ăn xúc xích với tôm trước đi mấy đứa. Trời. Anh cho cái xúc xích nè. Trời, cảm ơn anh. Tốt quá. Anh trai. Còn đại ca ăn nguyên bệnh à. Đại ca cũng công bằng chứ, ăn một cái với mọi người thôi. Nè, rót cho con tôm nè. Đó. Ăn này mà nướng chính lẹ lắm á nha. Coi chừng cháy nha mọi người. Sao? Trong thời gian nướng tôm thì mình xin phép trình bày một ca khúc nha mọi người. Hôm qua mình lướt Facebook, mình thấy người yêu cũ mình đám cưới, nên là mình sẽ hát bài Vợ Người Ta. Được. Tấm hiệp mời trên bàn, thời gian địa điểm rõ ràng, lại một đám mọi người trong làng, ngó tên không dừng hay hoàng mang, ngồi ngay cưới.
thật vô nghĩa. Ê, ông Trân coi giờ trả tên mấy đứa cách mình lo nghe đợi mình hát mà tôi mình nó trái luôn rồi bạn, đang hô luôn rồi. Anh xui quá vậy anh. Em nên ngậm miệng lại em. Không được rồi. Cỡ hút của mình tới đây là kết thúc nha mọi người. Hay mình hát ngay không? Hay mình hát ngay nhớ bấm like mạnh tay vô nha mọi người. Để tập sau mình hát tiếp. Ê! Mình cũng giống đại ca mình rồi mọi người ơi. Mình hát bại rồi. Ê! Số sách đó mấy bạn nghĩ trái đúng không? Mình sẽ lột ra đúng không? Nhưng không. Trái thì trái nhưng ăn thì ăn nha. Ăn luôn mấy đó. Đừng có tháo gà, tháo gà mắt ngon. Tháo gà mắt cái hương vị tự nhiên á mọi người. Đó. Sao mấy anh của mình nướng xúc tích trái hay người ta. Mình nướng nó không bao giờ nó trái luôn. Ăn khác khác ngon vậy ta. Nó khác khác á, cái nghe mùi nó mặn mặn á. Rất là ngon luôn mọi người. Tôm mà đang thử tôm coi. Cái đầu tôm của mình đó bạn. Các bạn nghĩ mình sẽ bỏ đúng không? Không, ăn luôn. Cái đầu tôm mà có gì đâu bỏ luôn các bạn. Hơi bị bổ quá. Bỏ phần mắt đó thôi á. Đây mọi người. Nước miếng mình là chua chua rồi. Bây giờ mình sẽ làm tôm thái chanh nè. What the hell? Ăn luôn. Em toàn. Bẻ manh trái chuối em toàn. Có chứ anh. Mọi người nghĩ là thường bánh mì sandwich ăn với xúc xích này đúng không? Không, mình ăn với chuối. Đó, thì em Tú ăn nha mọi người. Mọi người ơi, gu đại ca mình độc lạ quá. Đây. Thôi để anh cắn cái đầu trên đây nha. Sợ anh cắn không tới đây luôn đi. Review chắc thật nha, ngon nó ngon, dở nó ngon nha. Không biết cách kẹp, phải cầm thì ăn nè mọi người. Ăn chuối rất là kẹp. Ăn chuối rồi nó ngọt ngọt, ăn rất là ngon luôn á. Mắc nghẹn rồi thôi, uống nước đi mấy đứa nè. Mình uống lẹ, mình còn qua mình hóng 100 sao nha các bạn. Tại vì nghe 100 sao đồ mình 100 triệu á. Hoành tráng lắm, mình phải qua mình hóng hết. Thôi vô đi anh em. Vì chúc mừng là 100 sao. Chúc mừng cái gì? Đúng rồi. Nói chung buổi tối của mình cũng đơn giản thôi nha. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu chế biến luôn nha các bạn. Tối nay team 100 sao của tụi mình sẽ ăn món hải sản sốt Singapore. Và đây là cái nồi mình đã nấu nước đã sôi đó các bạn. Bây giờ thì sẽ bỏ hải sản vào luộc trước. Sau đó phần công đoạn còn lại thì để anh Lâm làm. Và đây là cái hùng hải sản của tụi mình. Tiên là mình thấy là hình như là có ốc. Ốc này không biết ốc gì vậy, hình như là sò tổ hay sao á. Ô, nó bự khổng lồ luôn á các bạn. Mình sẽ luộc ốc trước, sau đó mình luộc cua sau. Tại ốc nó rất là mau chín luôn á. Tiếp theo là sò điệp siêu to khổng lồ. Ốc móng tay công chúa khổng lồ. Nghiêu, theo mình đoán là nghiêu thôi, chứ mình cũng không nhớ tên con này con gì nè. Mà nó lỗ bự các bạn, mình sẽ cho hết vào luôn. Ốc mỡ, sò huyết siêu to, và cuối cùng nghêu siêu to. Wow, đây là lần thứ hai mình thấy những con nghêu bự này rồi á. Và cuối cùng là những con bào ngư. Ở đây là mình có 4 con ăn cho bổ quá. Bào ngư này thì được mình làm sạch đó các bạn, và mình giờ mình bỏ vào, sau đó đậy nắp lại và chờ cho cái nồi ốc này nó chín trước. Sau đó thì mình sẽ lấy tôm với cua hoàng đế ra luộc sau nha. Do là cua hoàng đế với tôm đâu chín hơn ốc các bạn, nên mình tách ra luộc cho nhanh hơn. Sau 10 phút thì hải sản của mình nó cũng đã chín rồi. Giờ mình sẽ lấy ra. Ở ra có ốc không các bạn? Wow, trời ơi, nhìn hấp dẫn kìa. Nó mở mai ra hết là chín. Chín chắc luôn các bạn. Giờ mình sẽ đổ ra. Wow, nhìn nó ngon chưa kìa. Chắc mình phải ăn lén quá bạn. Ăn thử một con đi. Ngọt, nó thơm mùi thả. Còn bây giờ thì mình sẽ nấu đợt nước thứ hai để luộc tôm với cua. Đợt thứ hai
nước cũng đã sôi rồi. Bây giờ thì mình sẽ bỏ cua vào. Wow, đằng này thì mình có bỏ thêm 7 úp đấy các bạn, cho nó thơm. Và cuối cùng là hai con tôm hầm bông phiên bản nhỏ, sẽ để hai bên, bên trái và bên phải của con cua, để như rằng là bỏ cơi cua các bạn. Ok, giờ thì chờ khoảng 15-20 phút gì đó rồi dớt ra cho chín. Hồi nãy mình quên là bên mình còn khoai tây với bắp nha bạn. Giờ thì mình sẽ luộc luôn. Khoai tây thì mình sẽ luộc y như một bịch như thế này nè, kẻo nó lỡ nó chín quá thì nó rụt quá các bạn. Mà cái này là hấp mà, không sao đâu, mấy muỗng này nó không tan đâu. Hai trái bắp vào. Rồi giờ thì đậy nắp lại. Sau 15 phút trôi qua thì mình cũng đã thấy hải sản nó đã chín rồi các bạn. Nhưng mà chín theo kiểu lạ lắm. Khoai tây chín nè, bắp chín nè, cua hoàng đế chín, nhưng mà tôm hùm thì chưa nha, nên mình sẽ vớt khoai tây, bắp với cua hoàng đế ra trước. Và cuối cùng thời khắc cũng đã đến, tôm nó đã chín rồi nha các bạn. Rồi mình sẽ lấy ra hai con. Để qua đây đi. Và nhiệm vụ mình cũng đã hoàn thành rồi nha. Nhiệm vụ này nó khó khăn cực kỳ luôn. Còn bây giờ là đến tiết mục của Ship Lâm. Ta-da! Mình sẽ biểu diễn món hải sản sốt Singapore nha bạn. Không biết ăn ngon, cứ chơi thử đi. Rồi đầu tiên thì mình sẽ cho dầu vào trong cái hao nha bạn. Rồi tình hình là mình quên mang tỏi các bạn, nên chơi đỡ hành lá luôn nha. Bình thường là chúng ta phải phi tỏi, nhưng mà nay mình chơi lạ, cho phi hành. Mỗi lần cắt tự nhiên dính lần nè các bạn coi nè. Nè mỗi lần cắt gì cái tự nhiên cái đó khóa lần nè các bạn. Các bạn phải gạt qua vậy cái mới cắt được tiếp. Rồi sau đó mình sẽ chiên hành lên cho thơm nha các bạn. Rồi tiếp theo là mình sẽ cho cái gói sốt Singapore vô nha các bạn. Sốt Singapore thì nó sẽ có là một cái gói ớt nè các bạn, gói bột, bột năng cho sạch sạch các bạn. Và cuối cùng là gói sốt Singapore dế vào. Đó, vậy thôi đó. Xào lên. Thêm cái sốt Singapore nữa. Rồi thêm gói bột năng nữa nha các bạn. Thấy nó hơi sệt quá nên mình sẽ cho vào một ít nước nha, mà còn nó cháy các bạn. Đây là lần đầu tiên mình làm cái món này luôn, nên có gì sai sót các bạn bình luận giúp mình nha, chứ mình mua về chơi thử thôi à. Gói ớt. Và cuối cùng là gói sốt Singapore. Rồi lấy hải sản của anh ơi. Có anh ơi. Vô hải sản luôn anh. Đây. Đậu vô. Đó. Cắt chân cua hoàng đế hả vô đây anh. Ok anh. Thả tôm vô được không anh? À, tôm mình lặn cái đầu em. Cho nó thấm vô đúng không? Ok anh. Dưới đây mình cũng đâu biết ăn xịn đâu đúng không? Đúng rồi. Cái đầu để trang trí thôi, mình ăn cái mình. Rồi. Dạ. Cái này em nghĩ để lại bỏ phí anh, để lại cho tem mình sao. À, để cái đầu lại đúng không? Để đúng rồi. Đó. 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 Lấy của mình ra luôn rồi. Cái kéo. Anh lấy của mình ra luôn rồi. Để anh thử luôn cái nha. Wow. Lỡ lấy ra mình review tại nồi luôn nha bạn. Sốt sao anh? Hơi mặn. Rồi cắt ra thêm miếng nước nữa anh ạ. À. Hơi mặn các bạn ơi. Cắt thêm miếng nước nữa. Mà sao hải sản mà mặn đúng không? Rồi tình tình là mình thấy chín rồi nha các bạn. Đổ ra và đem vô phòng ăn thôi. Ồ. Đã kìa. Nhìn nó không hấp dẫn nhưng mà ngon nha các bạn. Mới nếm rồi nó mặn mặn ngọt ngọt. Ok lắm. Rồi hàng dài hàng dài. Wow. Rồi ok, bên 100 sao tụi mình bắt đầu nhập tiệc nha các bạn. Hôm nay là khá là nhiều tiện nghi luôn các bạn. Giờ không biết sử dụng tiện nghi gì nữa. Chắc lấy chai nước nho ăn rồi. Nước nho truyền thống. Đúng rồi, chai nước nho. Nho.
Nhập tiền. Cái đây là cái chai nước tiền không của bên 6 sao 10 sao các bạn. Hôm nay 100 sao vẫn chơi. Chứ giờ có mua gì nữa đâu, mình không biết uống rượu đó các bạn. Tự vai luôn nội ơi. À theo như anh coi mấy phim quý sở tộc là uống miếng rồi cảm nhận hương vị rồi. Là mình chế nhiều lên. Uống cho nồi. À, vậy thì anh ly. Ở đây đi bự ha, đúng rồi em hiểu ý rồi đó. Rồi, năng ly nè. Ủa vô 1000 sao 100 sao. Nói chung là đây là cái chiến cắm trại mà nó hơn cả ở nhà nữa bạn. Uống nước nho, phía bên kia thì có cả tivi coi đá banh nữa. Còn gì bằng nữa bạn. Giờ mình ăn gì ăn? Ăn gì cũng được anh ơi. Vậy đầu tiên mình sẽ xin phép là mở tiệc bằng cách là bú con sò. Con ngao anh. À con ngao hả? Em mua con này nó cũng lạ, sao bự dữ, ngao gì mà bự dữ hả? Ngao ông nội. Nó mặn mặn ngọt ngọt. Cay cay nữa bạn. Nó bị lạ bộ, ngon bộ. Khỏi cần chấm nước sốt anh. Bú nè. Ủa con bầu ngư nó bị lọt vô con sò gì nè anh. Bú thử bầu ngư luôn nha bạn. Sực sực giòn giòn. Cay cay mặn mặn. Còn mình chơi con sò. Sò gì bự chập bá. Sò này sò gì anh Nam? Không biết nè. Mà em thấy được cái vỏ vỏ bự như thế này nè. Hảo. Lấy nhỏ lấy nhỏ. Hôm nay tự nhiên bình thường là hay là có mấy đứa không sao nó hay nhìn đó các bạn này kỹ ta không ai hết ta. Hãy đi ngủ à. Boy. Nhắc Tào Tháo có Tào Tháo rồi các bạn. Bên kia có hai con tôm, cái đồng tôm với lại con cua á Tú ơi. Có đi đi, cử một thằng thôi anh. Qua lấy Tú. Còn đứng đây mình coi ké TV với lại nhìn miệng ăn thôi các bạn. Chứ anh tị không? Anh tị không? Trời cho con đi chứ trời. Nếu em hát cái bài ủa cái anh cho con liền. Làm đi con đại ca. Ngon miệng không anh? Em nghĩ là ăn ngon miệng lắm á. Cho con sò điệp siêu to khổng lồ rồi em. Bú luôn em. Bú thử là người kia có ngon. Sao? Cái sốt lại làm ngon quá ta. Anh làm với em. Được anh cho em thêm con nữa, em mới biết vị anh đây. Ồ chưa biết vị nữa hả? Đúng rồi anh. Anh ơi, anh ơi. Chia sẻ cho tụi em chứ. Đúng rồi. Em Tú. Cái này là xít nó bỏ. Còn cái con cua này cái càng nhỏ xíu nhưng ăn cắt vô chi ăn rồi. Cái này phải cho Tú nè. Nè. Rồi Tú đúng không anh? Đúng rồi cho Tú. Rồi. Cái này tiếp tục cho Tú này đại ơi. Ok anh. Chỉ còn Tú ăn mấy cái nhỏ nhỏ đó thôi. Rồi tiếp tục lại cho Tú nữa. Tú hết đây thôi. Rồi mình sẽ thử review cái lơi này nha các bạn. Lơi vậy là bự chập bá luôn. Vỏ bên ngoài là nó sẽ màu vàng, bên trong thì nó rất là trắng tinh. Ăn thử nha. Khá là ngọt. Mọng nước. Và nó nghe cái cảm giác như nó sao sao lên men sao á, nó lạ lắm. Này mình có dao mới cho ăn thử được chứ giờ sao ăn thử giờ. Em nghĩ ra được. Wow. Bú quyền cái luôn hả? Quá sốt cái. Quá sốt. Chết quá. Vừa ăn hải sản vừa ngắm tivi nữa. Còn gì bằng nữa đúng không sao? Em cũng có tiết một buổi biểu diễn ở đây. Biểu diễn em. Em sẽ cho Toàn ăn xích cua anh. Quết một cục bự luôn. Bây giờ mình sẽ múc xích cua cho Toàn trải nghiệm nha. Béo lắm á, không phải là hương vị trăm sao dễ nếm đâu. Ngón tay làm khó con em mình quá bạn. Thôi mình cái mặt này mình về mình ăn là được rồi. Thôi đi về. Nãy giờ mình quên đó bạn. Còn ổ mì bự khổng lồ chà bá lửa luôn. Mua của Võ Xuyên Lộc. Bự khổng lồ luôn, quên review. Tại vì cái sốt này ăn chấm bánh mì cũng rất là ngon các bạn. Đó.
mặn mặn ngọt ngọt, ngon lắm các bạn ơi. Bú hiền ghê. Tự ốc gì mà cái dồi bự dữ trời. Nè không biết hả. Dài dài. Ok các bạn ơi. 100 sao. Rồi tiếp theo thì mình sẽ review cái chai nước màu xanh nha các bạn. Cái chai nước này tại do nãy mới lắc các bạn, chứ mình không lắc là nó sẽ rất là trong. Sau đó mình, nếu như mình lắc nó lên đó thì nó sẽ quặn sóng như vậy đó các bạn. Hiệu ứng đẹp mắt, giúp uống ngon miệng. Nó tên là nước trái cây hoa quả nha các bạn. 5,5% cồn. Rồi mình sẽ hui nó ra nha các bạn. Ơi nó cũng có cái nắp y như của thằng rượu nước nho đó các bạn. Rồi quất nha các bạn. Mình uống nho, giờ mình uống hiểm này tối nay có đánh lộn không anh? Ờ, hai đứa cái này là nước trái cây hết em. Rồi, nâng ly cái nữa. Nó nhiều cồn lắm mà nó lạ lắm à. Nước nho ngon hơn nha bạn. Nó là lạ sao, nó không ngon bằng. Nhưng mà uống vẫn được, rất là lạ. Sao nhìn mê dữ vậy? Nè, cháu uống thử nè. Anh là một người rất là hào phóng. À, nói chung là 100 sao thì phải biểu diễn những kỹ năng như vậy bạn, nhiều đồ quy kinh rất là nhiều đồ các kiểu, và bây giờ phải ngồi ăn như vậy đó bạn, nó mệt mỏi cực kỳ luôn. Giờ lúc em tưởng đâu mình đang là thử khách khi ăn á anh. Ừ giờ anh với em múc bàn luôn em ơi. Nhiều quá, múc bàn luôn nha bạn. Múc bàn nghĩa là ăn hết cái dĩa ra luôn, không có tắt video các bạn. Giờ tắt cái camera mà anh nhảy vô cười kìa, camera miên cười kìa, bú liên tục luôn các bạn, bú không còn gì để bú luôn. Đóng cửa tắt đèn, đóng cửa tắt đèn lại. Rồi sau khi ăn hết cái mâm hải sản thì cả đám tụi nó đi ngủ nha bạn. Ủa nay ba đứa ngủ trong cái liều này hả? Đúng rồi anh ơi. Đủ không ạ? Dư sức anh. Ủa sao liều rộng dưới ta, ba thằng cũng vừa luôn hả? Đúng rồi, 4 sậy mà. Nằm vô con mèo con Tú hả? Đúng anh, con mèo chia ba. Có đâu, có hai à. Em nằm không nè. Để hy sinh cho đồng đội. Ờ, chấp nhận được. Rồi mình với ăn cũng ngủ luôn nha các bạn. Mà ngủ thì mặc cái này vô cho nó ấm nha các bạn. Đây gọi là gì ta? Áo áo ngủ. Áo ngủ. Nếu tối nay mà nực quá thì tháo ra các bạn nhìn nó nực luôn. Trời ơi, một hồng nữa nè. Bên đây niệm một hồng nè các bạn. Phía bên kia thì niệm trắng. Trời ơi. Ôi, nó đã kìa. Ok, nếu như tối nay mà mưa bão gì đó, mấy thằng cu một sao mà nó có bị gì đó thì mình sẽ cho nó ngủ bên đó nha các bạn. Không được qua đây nha. Ok, chúc các bạn ngủ ngon. The next day. Trời sáng rồi nha mấy bạn. Đang đợi ngủ dữ rồi. Đấy, Tú. Tú. Toàn đợi. Toàn đợi. Tổng chưa dậy với mày. Rồi buổi sáng này thì nói như vậy thì ba anh em mình xúc miệng sơ sơ mấy bạn. Đây mỗi đứa một trái chuối, thích cái nào chọn cho mấy đứa. Mới sáng sớm xúc miệng bằng chuối nha mấy bạn, không sao anh cả mà mấy bạn. Tối ba ngủ sao em có chặt chọi gì không? Đương nhiên là chặt anh, chỗ hơi nhỏ ngập ngủ phải chen lắng nhau á. Nhưng mà cái lều này mở hai cái cửa cái mùng á mọi người, nó mát, nó không có nóng. Còn cái lều kín quá mà còn ngủ ba người nữa chắc hãnh lò hiu luôn. Rồi tiếp theo thì bốn cái bánh bao này mình sẽ nướng vào sáng nha các bạn. Nói chung cắm trại một sao thì cũng khá là tuyệt á. Như đây đồ ăn thì ăn thả ga mấy bạn. Mấy bạn nhớ like mạnh tay nha. Đằng sau ba anh em mình vô 100 sao. Đúng rồi, tao ra hết 1 sao được. Đại ca hết 1 sao nữa. Nên là tập sau đại ca 1 sao nữa. Đúng rồi, hai anh em mình 100 sao. Rồi, đại ca đi nướng bánh bao cho tụi em ăn đi đại ca. Ok mấy em. Dậy thôi hai chú ăn ơi, tới bữa sáng rồi. Oh my god. Oh. Dậy thôi hai chú nhân ơi. Ủa mình đang ở miền cực lạc anh nhớ, đâu phải bao giờ có con dĩ đâu ta. Sao này
có hầu gái anh. Mấy bạn không còn xa lạ với cô hầu gái này nữa đâu. Wow, buổi sáng luôn. Ai? Nào mời ekip nào mời đó bay. Sáng sớm mà mình làm gì hầu hầu gái? Sáng sớm là phải xúc miệng. Rồi để được âm luôn. Số mời chuẩn bị một số tôi. Tuyệt vời, sáng sớm lợi hận rất là nhiều, không nên bỏ. Rồi, vậy thì mình cũng phải không khách sáo nha bạn. Ủa? Ừ. Rất là tuyệt vời, bạn cảm thấy là miệng nó khá là tươi luôn. Ừ, ăn nho đồ. Nói chung là bữa sáng bên giường ngủ có cả cô hầu gái xinh đẹp nữa bạn. Còn gì vài 100 sao. Còn có view biển nữa. Ừ. Nghe tiếng sóng vỗ bì bập, gió thổi ào ào đó bạn, khá là tuyệt luôn. Nói chung là chuyến cắm trại hôm nay là rất là thành công mỹ mãn. Buổi cắm trại rất là tuyệt vời, vừa có mền bồn chiếu gói, vừa có cô hầu gái xinh đẹp. Đặc biệt là có cả tủ lạnh nè, máy phát điện nè, rồi máy chơi game PS5, vừa có cả tivi nữa bạn. Vừa xem đá banh, vừa ăn, rồi vừa chơi game, vừa ăn trái cây đồ các kiểu. Rất là ok các bạn. Và đặc biệt là hồi tối hôm qua là chơi tới khoảng gần 1 giờ sáng các bạn. Do quýnh lộn, quýnh cá đi luôn các bạn. Game này chơi không mỏi mắt đồ các kiểu. Cái TV LG OLED EVO 42C2 này là sinh ra là để chơi game các bạn. Màn hình OLED mà. Chơi game như là chơi iPhone vậy. Khá là mượt. Đánh cá đi luôn. Bạn nào mà có muốn mua cái TV OLED này thì các bạn nhấn vào link trong phần mô tả video nha các bạn. Tham khảo và nếu được thì chơi nha. Thấy khá là ok đó. Ừ, mày hiểu ý nè. Chúc vậy anh cho TV. Wow. Cô hầu gái may mắn. Dạ hay chủ nhân tốt bụng. Đắp mà anh ngủ cái em là có liền em. Ghép lên em. Ngủ đi. Ok, nói chung là tụi mình kết thúc video đây. Clip hôm nay là cắm trại 100 sao. Nice. Biểu diễn khá là nhiều kỹ năng luôn, khá rất là mệt bạn, đặc biệt là mình đang bị bệnh nữa. 2 tiếng nữa. Dù vẫn cố gắng hoàn thành video với bạn. Do quá là dễ. Ăn ngủ không là xong rồi. Đúng không anh? Dạ đúng rồi anh. Này là trải nghiệm là đáng nên thử luôn anh. Mình nên làm nhiều series như vậy. Ba tay nho. 20k trái ăn đã ăn hết luôn rồi. Khá là buồn. Nói chung là các bạn nhắn like mạnh tay để tập sau mình xuống 1 sao với bạn. Tham sao mệt quá các bạn ơi. Ok, tạm biệt các bạn. Rồi ngủ chung với cô hầu gái thôi chứ ngủ rồi.